Một pha triển khai tấn công bên phía cánh phải của cao thủ Sơn Lam Nghệ An. Philippe Martin rất khỏe. Vẫn là Martin. Trả ngược tuyến này. Đình Châu dứt điểm từ xa. Đi xa là một đều. Một bàn thắng rất đẹp mắt đến từ cú dứt điểm từ tuyến này của Bùi Đình Châu. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ trẻ này trong màu áo của Sông Lam Nghệ An tại V-League. Tôi không quên được đâu, cũng là vỡ hòa nhiều. Đó là một siêu phẩm, cảm xúc là rất là vỡ hòa. Sau cái bàn thắng đấy anh ấy chơi tự tin hơn và tin tưởng vào bản thân mình hơn. Cậu ta như một chiến binh ấy. Kể cả va vì tây vì thiệt là không có việc gì, không có gì mà sợ sệt. Ở châu có một cái tổ chất mà theo tôi nghĩ đấy là cầu thủ bóng đá thì cần phải có đấy là gì? Tay cướp, nhưng mà chú tâm đá bóng, mà tay cướp để giành được quả bóng là chính thôi, không có những động tác mà tiểu xào hay ác ý tất cả mọi cái. Nhìn châu đá thì tất cả mọi cái đều cảm động, có nghĩa là hết mình. Đấy, cái tinh thần đó một trong những cái mà ghi nhận có là giống cái tinh thần của Sông Lam Nghệ An. Châu thì không có kỹ năng tốt nhưng mà có một cái thể lực và chiến đấu như một chiến binh. Tính cách là rất là hiền lành và rất biết quan tâm người khác. Cháu về rất lạnh lùng, ở sinh hoạt với anh em đội đi cháu như là một cái hai của đội, luôn gây tiếng cười cho anh em trong cầu thủ. Các bạn thân mến, và đó chính là Bùi Đình Châu, một trong những trường hợp đặc biệt của bóng đá Sông Lam Nghệ An. Một người mà 15 tuổi mới đi tập chuyên nghiệp với đôi chân đất, nhưng 2 năm sau đã là cầu thủ xuất sắc nhất của giải U17 quốc gia. Nhưng phải đến 8 năm sau nữa thì bạn ấy mới xuất hiện ở V-League và có bàn thắng đầu tiên với câu lạc bộ của mình. Đó là những gì mà chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về Bùi Đình Châu ngày hôm nay. Xin chào Châu. Gặp nhau từ 2012 nhỉ, lần đầu tiên gặp nhau từ 2012 và bây giờ thì do rất nhiều lần gặp gỡ thì chúng ta có được một cuộc trao đổi ngày hôm nay. Điều đầu tiên, sao Châu lại hẹn thầy ra đây? Vì đây là sân bóng đầu tiên mà em thi đấu lúc còn nhỏ ạ. Lúc đó thì nhà cùng bố mẹ cũng khó khăn ạ. Thì cũng có nuôi bò và có bảo em là đi chăn bò ạ. Chăn bò cũng đảm bàn ở dọc bờ sông thế đấy. Ở dọc đấy là đều có ngăn cách bờ tường cả. Thì em và đàn bạn thì thường treo qua bờ tường để vào thi đấu đá bóng ạ. Có lúc nào bị lạc mất bò phải đi tìm bò không? Có ạ, có những lúc về toàn bị đánh ạ. Toàn bố mẹ toàn ráo đến xã đi tìm bò, xong là về là toàn bị đập. Rất nhiều kỷ niệm vui đúng không? Còn khi ngồi đây thì mình sống lại những cái kỷ niệm đó đúng không? Thế lúc đó Châu là một cầu thủ như thế nào? Khi đó thì em ở nhà thì cùng thi đấu nổi bật hơn với đàm bàn ạ. Ở đó thì Châu thường đá vị trí gì và mình thể hiện ra sao lúc đó? Khi đó thì em thi đấu luôn báo sân hẳn luôn, luôn tạo cơ hội cho đồng đội và ghi bàn ạ. Ngôi sao đúng không? Dạ. Ngôi sao của cái sân vận động này và của cái xóm này đúng không? Của cái huyện này luôn đúng không? Khá đặc biệt khi mà Đức Cọt này, rồi Hồ Tấn Tài hay là Phạm Xuân Mạnh, họ đều gia nhập Sông Lam từ rất là sớm, từ lúc 9 tuổi, 11 tuổi. Và họ đá những cái U11, sau đó họ được chọn vào. Riêng Châu vì sao mà 15 tuổi mới gia nhập? Ở huyện em thì các giải phong trào bóng đá thì không được đi tìm tìm các tài năng trẻ 10, 11 tuổi ạ. Thì khi đó thì em cũng không được các thầy tìm, nên là cũng biết đến Sông Lam ạ. Nhưng mà Sông Lam thì thường có TV này, có tuyển sinh, thông báo mọi thứ ở trên đó. Vì sao mà gia đình mình lại không biết? Khi đó thì TV cũng hạn chế thôi ạ. Thông tin về cũng hơi không được cho lắm ạ. Và sau đó thì như thế nào mà mình lại có cơ duyên đến với Sông Lam? Khi đó thì người cầu của em thì có buôn đồ áo với bán đồ áo với là Kỳ Phương ạ. Thì cầu có quen Kỳ Phương là thầy Kỳ Phương có giới thiệu tập lứa thầy Quang Trường ạ. Khi đó thì em cũng gần 16 tuổi rồi ạ. Gần 16 tuổi. Dạ. Thì buổi đầu tiên thì cầu em có mua đôi giày tầm, em nhớ không nhầm chắc tầm 70.000 vậy rồi ạ. Cầu có bảo là thôi đi giày vào tập cùng với các bạn. Thì em cũng có đi giày tập với là các bạn. Đi một hồi thì em thấy nóng chân và khó chịu, em cũng có cười ra. Buổi đầu tiên thì em có cười giày ra đi tập trên đất ạ. Tập trên đất luôn. Xong buổi thứ hai thì cậu có bảo thôi con chịu khó đi dần dần cho quen. Rồi khi đó thì em dần dần mới quen đi giày ạ. Cảm giác khi đầu tiên tập cùng với các bạn lứa đó như thế nào? Lúc đó là cũng có Phạm Xuân Mạnh, có Đức Cọt, có Hoàng Vũ Đạt. Cũng có rất nhiều những cầu thủ tốt rồi đúng không?
em vào đó nhìn thấy các bạn khác biệt với hoàn toàn với bên ngoài với em ạ. Thấy các bạn tư duy chiến thuật với là kỹ thuật hơn hẳn nhiều ạ. Thì đó em vào đó chỉ còn số 0 thôi ạ. Mình vào mình sốc như thế mà mình có muốn xách túi về luôn, lúc ông nghĩ là mình không thể đá được, không thể phát triển được, có lúc đó có suy nghĩ đó không? Không thôi ạ. Khi đó em vẫn cố gắng theo và những lúc buổi tối em thường đi tập về, em mượn bóng các bạn rồi em về nhà tâng bóng. Thường thường là ở Sông Lam Nghệ An là đào tạo từ nhỏ, nhưng mà em này khi 15 tuổi mới vào thì đó là một cái là thiệt thòi, những cái kỹ thuật cơ bản ban đầu, nhưng mà được kể là em này rất có ý chí. Và nhà xa đấy, thế các bạn biết là cứ đi học về ăn cơm xong là một là cầu chở vào, hôm nào cầu mà bận thì là từ bắt xe đi vào. Cháu thì đam mế, cầu cùng hâm mộ thì cầu thật sự mà nói cũng đội bóng trong cái bóng đá, từ khi nhỏ cầu cũng đã hâm mộ rồi, thì cầu thì khi nào cũng là dù quãng đường di chuyển đó thì cũng xa lắm, cũng là 12 cây số, nhưng cầu cháu khi nào cũng là người ta thì các cầu thủ khác, cái lửa của cháu bây giờ thì là họ đã là cái lửa đó là kịp đông rồi, thì gọi là mình ăn ở lại, còn cháu thì dự tính thì hai cậu cháu phải chơi trở về, nhưng mà cháu nó kiên trì. Cầu thì một phần thôi, cầu thì hâm mộ nhưng cầu chờ đi, nhưng mà cháu hầu như không có ai tập, cháu cũng chạy không xung quanh, mà thân vận động mấy vòng là cháu mới chấp nhận đi về. Nên cờ đó thì cầu mới này là cầu mới vừa thì cầu là ghi nhận cháu, người cháu của mình. Cũng có hai lần là em với cầu bị tai nạn cũng suýt mất ạ. Tầm 12 giờ rưỡi thì em nhớ 12 giờ rưỡi thì cầu có chờ vào trong đội tập. Thì không may thì cái xe khách gần tông vào nhà em ạ. Xong rồi lách xe khách để lách bọn em này tông vào người khác bị ạ. Dạ. Khi đó bọn em, khi đó em với cầu thì cũng có chân tay cũng bị xoạc, cũng có lòi xương thôi ạ. Em bị tai nạn xong em cũng chiều đó em cũng chạy vào tập tiếp ạ. Vẫn vào tập tiếp ạ. Nhưng thầy nghe nói là thời kỳ đó Bùi Đình Châu không được đánh giá cao ở Sông Lam Nghệ An, và rất nhiều người nói rằng không nên giữ Châu lại với đội U15 rồi sau đó là đội U17. Dạ, khi đó thì em mới vào thì những điều cơ bản thì em cơ bản của không được như các bạn, nên là nhiều thầy cũng hơi không thích cho không thích em ạ. Tất cả các thầy thì không ai muốn ký hợp đồng với em ạ. Riêng chỉ có thầy trưởng là bảo là nhất quyết là ký em ở lại. Cái thời điểm đấy thực tình mà nói là cầu thủ như các bạn biết thì nguồn cầu thủ trẻ của Sông Lam thì rất nhiều, mà thể hình của Châu thì không phải là lý tưởng lắm cho một cái vị trí ở cái tiền vệ đấy. Nhưng mà bù lại thầy trưởng thầy đã nhìn nhận được một cái, có nghĩa là cái khát vọng, cái đam mê của em đấy mà đã thuyết phục được tất cả nhiều người. Châu là một trong những cầu thủ mà ý thức chuyên nghiệp cực kỳ cao. Đấy là em rất tự giác, kể cả những cái mà giáo án huấn luyện đưa ra tất cả các buổi tập rồi thì sau những buổi tập cháu có thể ở lại tập thêm. Hoặc là có những lúc mà thời kỳ nghỉ, tất cả các bạn cùng trang lứa nghỉ, nhưng mà cháu vẫn cứ một mình, vẫn cứ cầm cụi đưa quả bóng ra tập luyện để cải thiện tất cả những cái điểm yếu gì của mình đấy. Đấy là một trong những cái mà cái khác biệt của cháu. Gọi là hội đồng tuyển chọn thì họ cũng đưa ra ý kiến về những cái kỹ năng, kỹ thuật, những cái tố chất thể lực, thể hình, bất cứ cầu thủ nào cũng thế thôi. Thì cũng giống như từng 6 tháng giai đoạn mà chúng tôi phải là đánh giá năng lực vận động viên để có thể em nó tốt thì phát triển, còn không được thì mình để cho các em trở về đi học. Vì cái hồi đó các em nó học văn hóa, vì bóng đá về văn hóa nó cũng là rất mất thời gian và cũng là theo hướng nào theo đúng một cái hướng đó. Thì một vài ý kiến cũng đưa ra, đó là tốt thôi. Nhưng mà với tôi thì dù sao là người sản nhất thì tôi phải bảo vệ quan điểm của mình. Và tôi đưa ra là ký hợp đồng với em vào tập luyện tại lớp U15 của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Riêng thầy trường là khi nào cũng quan tâm và lại là thương cháu, là thương cái lòng, ai cũng thương cả. Nhưng mà thương cháu là thương cháu, bày dạy chỉ dạy cho cháu những cái đường bóng, cái nước đi nước bước của cháu, từ nước chảy của cháu. Trong một buổi tập thì thầy là người luôn nạt em nhiều nhất so với đồng đội ạ. Thầy luôn nạt em những đường chuyền, bắt em để em chỉnh chu đường chuyền mình hơn, những cú sút chỉnh chu hơn ạ. Thầy là thầy người luôn
giúp góp ý cho em trong chuyên môn rất nhiều ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút về cái giải đấu đầu tiên, cái giải đấu mà Châu đã đạt được những cái dấu ấn đầu tiên của mình với đội bóng. Đó là giải đấu vô địch quốc gia U17, đúng không? Yeah. 2 năm sau khi mình đi tập chuyên nghiệp. Và giải đấu đó hình như là Châu được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Thầy lúc đấy thì ghét Châu lắm. Bởi vì Sông Lam Nghệ An thắng Viettel 2-0 nhỉ? 2-0 nhỉ? Lúc đó là coi như bóp nghẹt Đặng Văn Trâm à? Dạ, Đặng Văn Trâm và... Đỗ Duy Mạnh đá ở... Duy Mạnh là đá cái trận đấu đó, giải đó cho U17 đấy. Viettel là mượn Duy Mạnh, là Duy Mạnh và Văn Trâm là coi như là bị Đặng Bùi Đình Châu bỏ... bỏ gọn trong túi, đúng không ạ? Dạ. Nhớ gì về giải đấu đó nào? Giải thứ hai trong màu áo Sông Lam của em ạ, giải U thứ hai ạ. Thì cũng là lần đầu tiên em được nâng cúp vô địch cũng là các bạn ạ. Cái đó cảm giác rất tuyệt vời ạ. Rất sướng, sung sướng ạ. Thế còn cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thì sao? Có thấy nó xứng đáng với mình lúc đó không? Khi đó thì em cũng rất bất ngờ rồi ạ. Khi đó thì em đang chạy ăn mừng các bạn thì ban tổ chức có gọi Đình Châu. Thì em cũng không biết là cái giải gì. Thì mấy bạn là mày là được xuất sắc nhất giải. Thì em cứ nghĩ là không phải, tao không phải đâu, không phải đâu. Giải đó là Sông Lam Nghệ An có Hoàng Văn Khánh này, có Phạm Xuân Mạnh này, có Hồ Tuấn Tài này, có Đức Cọt này, có Phi Hà này. Đấy là những cầu thủ mà có thể nói là nổi bật và thành danh trước cả Bùi Đình Châu, đúng không? Em nghĩ đó là chỉ có Hồ Tuấn Tài là được thôi ạ. Mà không biết là em rất may mắn ạ, kiểu rất may mắn thôi ạ. Đó là sự khởi đầu tốt, nhưng sau đó thì đến giai đoạn từ 17 đến 21 thì người ta không thấy Bùi Đình Châu đâu, tại sao? Thì lúc đó thì em cũng bị chấn thương ngắt quãng rất nhiều thế ạ. Em nên là em phải đi phía bạt cho mượn ở các đội hạng nhất hạng nhì ạ. Em đã từng thi đấu ở trong những màu áo của những đội bóng nào? Em thi đấu trong màu áo hạng nhất Phú Yên, hạng nhì Phú Đồng, hạng nhất Tây Ninh và hạng nhì Vũng Tàu ạ. Cái cảm xúc của em như thế nào khi mà em đang tập ở đội U19, rồi Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, rồi trước đó là Hồ Tấn Tài, Hoàng Văn Khánh, những cái cầu thủ lứa 95-96 lần lượt được gọi lên đội 1 Sông Lam và thi đấu chính như Sông Lam. Còn mình thì không được gọi lên và phải tìm kiếm cơ hội ở những đội bóng khác. Khi đó thì em cũng buồn ạ. Gặp các bạn em cũng, như lúc em cũng né tránh thế ạ. Vì thấy các bạn đều ai cũng trưởng thành rồi mà mình thì cứ đi phiêu bạt các đội khác ạ. Cũng có rất buồn thế ạ. Em rất đành lòng với các bạn ạ. Thấy các bạn xem các bạn trên màn ảnh TV và ở sân Vinh ạ. Còn mình thì là một cầu thủ thuộc dàn biên chế trẻ, cũng rất buồn thế ạ. Gặp các bạn thì em cũng chỉ cười và chào hỏi chứ em cũng không dám tâm sự nhiều vì em rất ngại ạ. Khi đó rất ngại ạ. Mình cũng cảm thấy tự ti đúng không? Tự ti vào bản thân mình ạ. Các em đã 19-20 tuổi rồi. Tức là các em cũng là suy nghĩ được biệt cái là cái nghề của mình đấy rồi. Thì hãy nhìn đó để mà xem đó là cái động lực. Sao không tráng lửa? Họ được, họ chơi được, họ được lên đội 1 họ được. Mà mình như thế này. Đó. Có lúc em nản và như là em cùng với gia đình đã định là nghỉ bóng đá để đi học đúng không? Dạ, lúc đó thì bố mẹ cũng bảo là thôi con chấn thương nhiều thì về đi xuất khẩu lao động. Rồi sau này có cái tương lai tốt hơn cho con. Cái độ tuổi của mình mà không được trợ cấp, không có tiền trợ cấp nên là cũng rất buồn thế ạ. Tức là khi mà Sông Lam hết 21 tuổi, bạn nào được lên đội 1 thì sẽ được ký hợp đồng với đội 1, có tiêu chuẩn, có chế độ, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Còn những bạn nào mà không lên đội 1 thì sẽ gần như là lang thang ở nhà. Có thầy nào quý liên hệ cho đội này mượn, cho đội kia mượn, hoặc bản thân mình mà liên hệ được đội này mượn, cho đội kia mượn thì được đi. Dạ đúng rồi. Còn nếu không? Nếu không thì ở nhà không có chế độ về nạp tiền tiền vào ăn ạ. Phải nộp tiền vào ăn? Dạ. Mình phải ở cái hoàn cảnh như thế là bao nhiêu năm? Cũng được 2 năm thôi ạ. 22 tuổi với 23 tuổi ạ. Khi đó thì em cũng chán và khi đó thì em có về nhà ở tầm 2-3 tháng. Khi đó thì nhà cũng không có dư giả thôi ạ. Nên là em ở nhà em thường mượn sân này để tập rèn cho bản thân mình ạ. Châu đi từ xuất phát điểm thấp rồi 17 tuổi thì vượt qua được Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài. Nhưng sau đó thì Đức vừa mạnh vừa mạch lên tận với đỉnh cao
lên với tuyển quốc gia, lên tới đội 1 Sông Lam với những bản hợp đồng tiền tỷ. Còn Châu thì vẫn cứ đì đẹt như vậy. Mình suy nghĩ thế nào về điều đó? Và những lúc nhìn thấy Đức, nhìn thấy Mạnh đá đội tuyển quốc gia thì Châu đã nghĩ gì? Khi đó thì em thấy Mạnh và Đức thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì em cũng mừng cho hai bạn và cũng thấy buồn cho mình ạ. Lối đá của em thì luôn máu lửa nên là thường gặp rất nhiều chấn thương nặng nên là bị ngắt quãng rất nhiều thôi ạ. Nên là cảm giác rất không có buồn thôi ạ. Trong bóng đá thì nhiều khi có những cái chấn thương, có thể là có bạn ấy chấm dứt sự nghiệp và cũng có những bạn là gọi là tiếp tục. Nhưng với Châu thì cái thứ nhất là bị chấn thương đầu gối, gối rất nặng. Mà thường thường cầu thủ á, nếu mà không định hướng đúng á, thì là rất dễ bỏ cuộc. Nhưng mà Châu thì có ý chí tốt, nhưng mà ý chí tốt nhiều khi nó cũng chưa phải là hay. Là vì cầu thủ mà khi mà bị chấn thương nghỉ tập á, thì họ rất khó chịu và rất là cảm thấy trong người họ có những cái nào họ muốn đó lại. Nhưng vì do là cái chấn thương nó chưa hồi phục tốt thì cầu ta lại đờ thì là tập lại bị đi bị lại. Thì bị đi bị lại thì nó thành một cái vết thương nó thành mãn tính á, thì đó nên là cái phong độ với các thứ là nó giảm đi rất nhiều. Có một khoảng thời gian thì Xuân cũng về và Châu cũng tâm sự là có nhiều lúc bố mẹ bảo là thậm chí là muốn Châu nghỉ bóng đá để đi nước ngoài. Và Xuân bảo là Xuân có nói với Châu là em một con đam mê nữa không? Em một con muốn theo cái sự nghiệp này nữa không? Châu bảo là em muốn. Thì em mới bảo là rồi thì em cũng phải làm hết mình cái công việc của mình. Cái quan trọng nhất là mình phải có một cái định hướng cho mình. Cái lời Châu bảo là rồi thì để em gắng thêm 1 đến 2 mùa nữa để xem tình hình như thế nào. Em bảo nếu là theo nghề này thì em phải gắng hết mình, thì khi đó thì mình mới thành công được một xíu. Châu là cái thời điểm đó Châu chấn thương dài quá. Thì bố mẹ thì thực nhất là các ông ở nông thôn, các ông bà nông thôn thì khi đó bóng đá thì cũng chưa phải là cho mở rộng cho lắm. Thì cầu hiểu rồi. Thì khi đó là bố mẹ Châu nói thôi con nghỉ đi, thì con về theo tráng lửa của Châu ở trong cái làng, cái xóm, cái thôn xóm đấy. Thì người ta đi xuất khẩu lao động để cái tiệm thu nhập. Thì bố mẹ thôi con nghỉ đi, thì cậu mới đồng viên khi nào cậu bên cạnh, sát cạnh của Châu, còn thì con cố gắng lên. Tất nhiên cái đi xuất khẩu lao động thì cũng một cái nghề nghiệp, nhưng mà đặc biệt là cái niềm đam mê bóng đá của con, khi nào con phải phát huy và con phải là chạy bóng trong người, mà cái nghề đam mê con sau này thì cũng là cái nghề nghiệp của con. Châu là một cầu thủ rất là nghị lực, cậu ấy rất là chăm chỉ tập luyện và rất chịu khó, nên thành quả đến bây giờ thì cháu là cũng rất mừng cho cháu, vì bao nhiêu năm em đã trải qua cái giai đoạn khó khăn và đã vượt qua được. Đó là cái giai đoạn mà mình không được lên đội 1 Sông Lam, sau này mình cứ đi mượn. Nhưng mượn thì mỗi năm cho mượn một đội, rồi mình gần như là vất va vất vưởng, chấn thương cũng không ai lo. Thầy nhớ rằng trong cái giai đoạn mà đá cho Bà Rịa Vũng Tàu rồi chấn thương nặng, thậm chí là gia đình cũng phải lo rất là nhiều, rồi thậm chí là ví dụ những người như là Phi Sơn, người anh như Phi Sơn cũng phải hỗ trợ lo lắng cho Bùi Đình Châu trong việc điều trị, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Kể lại một chút về cái quãng thời gian đó như thế nào và mọi thứ đã diễn ra sao, gia đình đã ủng hộ và ở bên mình như thế nào? Khi đó thì em đá với Trần Vĩnh Long ạ. Thì cầu thủ ấy có đạp vào gối của em là bị rách dây chằng cũng rất nặng ạ. Thì khi đó thì gia đình cũng, bố mẹ cũng gọi cho em, mẹ gọi cho em là khóc ạ. Thì em có chơi với là em trai của anh Phi Sơn là Phi Hà, hai anh em chơi thân với nhau ạ. Rồi anh Sơn thấy thương em như em trai, nên là anh Phi Sơn có gọi em lần bảo là lên đội thành phố, lên đây anh chi trả mọi chi phí hồi phục cho, em cứ yên tâm. Năm đấy thì cũng nhờ anh Sơn cũng luôn giúp đỡ em nhiều ạ. Và ảnh hưởng của Phi Sơn đối với em như thế nào trong sự nghiệp? Em học hỏi được anh Sơn rất nhiều ạ. Để cho em được có được ngày hôm nay, đúng không? Xuân ở Sài Gòn thì Châu đá Bà Rịa ấy, thì có một khoảng thời gian Châu bị gối và cũng không biết để mà năng mà liệt, để mà năng mà chữa trị cho mình cả. Thì Xuân mới bảo Châu lên ở và sẽ có một bác sĩ ở Nhật Bản làm cho đội thành phố. Thì Xuân nhờ kết hợp nhờ bác sĩ ấy để chữa trị cho Châu.
rồi cũng nhủ cháu đi tiêm, rồi mọi thứ thì cũng hỗ trợ. Đối với anh em thì Sơn nghĩ vấn đề đó là cũng quá bình thường. Có vẻ như qua những câu chuyện của Châu kể thì hai người quan trọng nhất đối với sự nghiệp của Châu là anh Phi Sơn và thầy Ngô Quang Trường, đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đến lượt Châu sẽ kể về thầy Trường. Thầy Trường là một người có sự ảnh hưởng như thế nào đối với con đường bóng đá của Châu? Từ khi em mới bước vào tập luyện, thầy cũng là người dẫn dắt em ạ. Từ khi em lên đội 1 là thầy cũng, khi đó thầy từ câu lạc bộ Hải Phòng về, thầy cũng là người dẫn dắt em ạ. Thầy như là người cha thứ hai của em, luôn giúp em trong cuộc sống, chăm sóc em cuộc sống bên ngoài cũng như giúp đỡ em trong chuyên môn. Khi em về Sông Lam mùa giải 2020, thầy Trường luôn chịu mọi sự chỉ trích của người khác để xếp em là chính. Vậy thì trận đấu đầu tiên của em ở V-League diễn ra như thế nào? Trận đầu tiên là em gặp về Sài Gòn, ở trên sân Sài Gòn. Trước thi đấu thì ban huấn luyện có họp thì có điên tiền em để là làm thi đấu. Thì trước đó thì em cũng bất ngờ là trước đó cả buổi tập luyện thì em được đá chính, không được xếp vào đội hình chính. Em toàn xếp vào đội hình dự bị. Khi đó thầy điên tiền thầy còn hỏi nói em với là làm là hai đứa nhà em có tự tin trận Sài Gòn không? Thì em có nói là em tự tin đủ thể lực để thi đấu thầy ạ. Thì khi đó thì em cũng, trong trận đầu thì em cũng có hoàn thành nhiệm vụ được thầy được giáo ạ. Thật sự thì cái trận đấu đầu tiên của em và Bùi Đình Châu được đá thì cũng bất ngờ. Hai anh em đều không nghĩ là sẽ đá với nhau ở cái trận đấu đầu tiên của V-League 2020. Thì khi bọn em nhận được tin như thế thì cả hai cùng cố gắng và đồng viên nhau. Thật sự thì anh Châu là một người thiên hướng về phòng ngự và cái phòng ngự của anh ấy rất tốt. Với em thì khả năng phòng ngự của anh ấy là ở V-League nằm ở top. Nên là khi chơi cả anh ấy thì em cảm thấy yên tâm về phần phòng ngự để mình có thể yên tâm tấn công. Tất nhiên thì về Châu thì cũng bất ngờ. Nhưng với tôi thì cái thứ nhất là dù sao thì trước quá trình thi đấu giao hữu này, rồi quá trình tập luyện này và quá trình mình chuẩn bị thì tôi cũng phải xen kẽ vì các em lần đầu là V-League nên nhiều khi nó cũng có những cái nó có thể tốt thì mình nói, nhưng có thể là rất xấu mà cũng có thể là chưa tốt hoặc bị hỏng cái gì đó thì đó. Nhưng vì sao thì các em cũng đã, với cá nhân tôi thì trận đấy là các em chơi như thế là với cá nhân tôi hài lòng. Em đã bao giờ trực tiếp nói lời cảm ơn thầy chưa? Chưa, em chỉ nhắn tin cho thầy là em luôn cảm ơn thầy. Hôm nay trong chương trình Phương Nam Show nói lời cảm ơn thầy luôn đi. Dạ. Hôm nay thì em thật sự rất cảm ơn thầy, thầy Ngô Quang Trường luôn ủng hộ và tin tưởng em suốt hai mùa giải vừa qua. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Nên thế đúng không ạ? Dạ. Mình luôn luôn trong cuộc sống thì có những người mình mang ơn, có những người họ có những cái tình cảm đặc biệt đối với mình như Phi Sơn, như Quang Trường. Đó là một điều đáng quý, thầy nghĩ là như vậy. Trong cái chặng đường phát triển của mình thì luôn luôn sẽ có những người anh, có những người thầy đồng hành với mình. Tuy nhiên mình là quan trọng nhất nhưng cũng phải có những nhân vật, có những con người như thế thì mình mới có được những cái sự thuận lợi, những cái sự trưởng thành. Và trong đó có cả những cái va vấp nữa. Cái lời nói của thầy Hoàng trong cái buổi họp đấu pháp mà thầy Hoàng lên huấn luyện, nó cũng là một cái rất là tự ái với em nhưng nó cũng là động lực để em phấn đấu nhiều hơn, đúng không? Trước buổi thi đấu với cả Thanh Hóa thì thầy Hoàng cũng có bảo họp trước đội là có bảo là tôi không thích kiểu mẫu đá băm bổ như em ạ. Thì khi đó thì em cũng thật sự cũng có buồn vì nói trước các mặt cầu thủ thì rất chạnh lòng thầy ạ, nên là em cũng về có buồn. Khi đó thì cũng về phòng cũng có nước mắt cũng có rơi thầy ạ. Ngay thời điểm đó thì em nghĩ thế nào về câu nói của thầy Hoàng và thầy Hoàng? Em chỉ suy nghĩ là rằng thầy Hoàng này nói về trước mặt mọi người ạ. Em chỉ nghĩ là nếu mà thầy Hoàng gặp riêng em thì em thấy vẫn tốt hơn ạ. Gặp riêng em hai người đàn ông nói chuyện với nhau ạ. Và giai đoạn sau đó mối quan hệ giữa hai thầy trò như thế nào? Em với anh Hoàng thì cũng bình thường thầy ạ. Em cũng thường hỏi anh Hoàng về chuyên môn để giúp đỡ em nhiều hơn ạ. Sau cái đoạn đó thì em nỗ lực tập luyện bản thân mình, cố gắng trong mỗi buổi tập 6 những buổi tập ạ. Và trong những trận đấu giao hữu vừa rồi thì Châu thế nào? Có được sử dụng không? Hay là vẫn không phải là mẫu tiền vệ mà thầy Hoàng thích? Thầy Hoàng có sử dụng em ở đầu hiệp 2 ạ. Thì em cũng luôn sẵn sàng và chờ cơ hội của mình để mình
thi đấu ạ. Và em có tự tin là mình sẽ thuyết phục, sẽ chinh phục được thầy Hoàng và cho thầy Hoàng thấy rằng em có thể phát huy tài năng, có những giá trị riêng của mình với đội bóng Sông Lam Nghệ An không? Dạ, em sẽ cố gắng xong những bài tập của mình và em chờ những cơ hội thầy dù là nhỏ nhất để em khẳng định bản thân mình. Có bao giờ em nghĩ rằng có một ngày mình được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia không? Khi các bạn đi đội tuyển về thì em cũng có thường đi cà phê ăn sáng với các bạn ạ. Luôn cũng hỏi thăm các bạn, cũng chúc mừng các bạn là thi đấu, chúc mừng các bạn là thi đấu tốt. Còn khoác áo đội tuyển với em thì em mong một ngày mình thi đấu tốt và có cơ hội được lên đội tuyển quốc gia. Vậy thì đối với Châu, Sông Lam Nghệ An là một đội bóng như thế nào và Châu biết đến bóng đá, biết đến Sông Lam ở hoàn cảnh như thế nào? Em biết đến Sông Lam thì em có chạy qua hàng xóm để xem TV cùng với các bác, các chú. Trận đầu tiên em xem là Sông Lam gặp Quân Khu Bồn. Thế đó có anh Huy Hoàng và Như Thuật Văn Quyền. Khi đó là bắt đầu em yêu đến Sông Lam, mới biết đến câu lạc bộ Sông Lam. Và tình yêu Sông Lam đó nó có lớn dần theo thời gian không hay là cũng vẫn thế thôi? Có, khi đó thì cùng tình yêu ngày càng lớn hơn ạ. Và khi đến khi đó thì em đã tập luyện cùng các bạn ở Sông Lam thì tình yêu ngày càng lớn thêm đấy. Có lúc nào nó bị sứt mẻ bởi cơ chế, có lúc nào nó bị mai một bởi những thứ mà cái cơ chế nó không thực sự tôn trọng cũng như là không thực sự tạo điều kiện cho mình để phát triển? Khi em trưởng thành tầm 21, 22 tuổi thì khi đó thì em cũng có hết chế độ thì cũng có buồn ạ. Cùng đấy là cái độ tuổi của mình mà không được trợ cấp, không có tiền trợ cấp nên là cũng rất buồn thôi ạ. Có những cái sự bắt đầu muộn màng, rồi có những bước tiến vượt bậc ở giải U17, rồi sau đó là một quãng thời gian có thể nói là khá là thăng trầm. Trước mắt nó cũng sẽ là một cái chặng đường có thể nói là tương đối khó khăn. Và bây giờ thì mình có thể là yên tâm để có thể cống hiến được Sông Lam trong cái quãng thời gian sắp tới rồi đúng không? Thời gian qua Sông Lam thay đổi từ nhà tài trợ và ban huấn luyện. Khi nhà tài trợ vào thì các anh em cầu thủ có kinh tế lo cho gia đình nhiều hơn. Và thầy nghe nói là Châu đã ký một cái bản hợp đồng mới với Sông Lam rồi đúng không? Thời hạn là bao lâu? Em vừa rồi có ký hợp đồng với Sông Lam từ đầu năm 2022 đến hết mùa giải 2024 thôi ạ. 3 năm? Em ký 3 năm. Và điều khoản đó là mình cũng đã bắt đầu có lót tay rồi đúng không? Dạ, em có lót tay và về sửa nhà cho bố mẹ ạ. Dạ. Ok, thế là chúc mừng nhà Châu với cái bây giờ mới chính thức là sự khởi đầu với Sông Lam Nghệ An đúng không? Mình bắt đầu với Sông Lam muộn và bây giờ mình lại khởi đầu với cuộc đời chuyên nghiệp với Sông Lam muộn. Châu có chút lo lắng gì không hay là mình tin là mình đã đủ trưởng thành để có thể làm tốt tất cả mọi thứ? Em thấy đủ tự tin trưởng thành vì em được đi đá ở các đội khác cũng dạy dỗ cho bản thân mình nhiều kinh nghiệm hơn đấy ạ. Em có thể về cho mình được hành trang cho mình ở Sông Lam tốt hơn ạ. Như vậy là chúng ta cũng đã có thể nói là hình dung lại một cái chặng đường phát triển của Châu từ lúc khởi đầu muộn màng, rồi những khó khăn, những cái trắc trở, những cái khó khăn. Và cùng với đó là những cái dấu mốc đầu tiên và những cái sự vấp ngã trong sự nghiệp của mình. Rồi mình đã biết đứng dậy, đã đi lên đúng không? Đó là một câu chuyện thú vị, thầy nghĩ là như vậy. Nhưng ngoài ra thì chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những câu chuyện thú vị khác nữa. Và ở đây cũng là một cái bối cảnh khá là đặc biệt khi mà thầy lần đầu tiên được đặt chân vào đây. Có rất nhiều những cảnh đẹp đúng không? Bây giờ thì hai thầy trò mình vừa đi, vừa nói chuyện, vừa trao đổi cả về cuộc sống, cả về quan điểm sống, rồi những thứ thuộc về cuộc sống riêng tư. Và cả câu chuyện tình yêu của Bình Châu nữa được không? Dạ được thầy ạ. Ok đi. Dạ. Xin giới thiệu với thầy, đây là trường Đại học Chủng Viện Minh Thanh ạ. Trường đây là trường nơi đào tạo ra các giáo sư ạ. Cũng là trường lớn nhất khu vực miền Trung ạ. Thế khi Châu đá bóng ở đây ấy, Châu là biết là các thầy học ở đây rồi thành gia sứ, thì trong đầu Châu có lúc nào Châu nghĩ rằng mình trở thành gia sứ không? Chắc không thầy ạ. Vì sao? Tại vì thích bóng đá quá đúng không? Đó thích đam mê bóng đá quá. Cái đó không thể theo được gia sứ ạ. Và cái vùng quê này hình như là xung quanh đây cũng rất nhiều người theo đạo Công giáo đúng không?
Dạ, ở đây thì còn khoảng 8% là người dân đều là Công giáo cả. Khi mà Châu được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình như vậy thì Công giáo ảnh hưởng đến như thế nào trong cái cuộc sống cũng như là suy nghĩ của Châu? Khi em được lớn lên là người Công giáo thì em có rất nhiều, có đức tin nhiều hơn ạ. Đức tin về về Thiên Chúa, về về nhiều thứ ạ. Có tâm mình tốt hơn ạ. Mình được nghe những cái điều đó trong những lần đi nhà thờ. Được nghe giảng ạ. Và nó cứ từ từ nó thấm vào mình. Dạ. Và mình tự thấy là mình phải sống như thế, phải cảm nhận như thế và phải trở thành một con người như thế. Dạ, đúng rồi thầy ạ. Tiếp xúc với Châu thì thấy Châu là một người ngoài đời đúng là rất là hiền lành, đúng không? Nhẹ nhàng và cũng rất là ngoan, ngoãn, lễ phép. Nhưng vào sân thì thầy lấy lại là một con người khác đấy. Châu hiếu chiến, Châu không ngại va chạm và nhiều lúc có cảm giác là sẵn sàng vào những pha bóng rất là mạnh và thậm chí là có những tình huống mình có phần bạo lực. Cái hai hình ảnh nó tương phản nhau và Châu có thể giải thích về điều đó. Vào trong sân thì em luôn dành mọi nỗ lực, dành mọi tâm huyết, dành mọi tâm huyết để quyết tâm để giành chiến thắng cho đội bóng ạ. Còn khi ngoài sân thì em trở lại với con người của em ạ, một con người rất giản dị ạ. Món đồ đắt nhất mà mình từng mua là cái gì? Trông nhìn trên đồ mặc đồ đẹp phết nhỉ. Món đồ đắt tiền nhất là chắc là cái điện thoại thôi ạ. Còn lại thì toàn là quần áo, giày dép. Thì món đồ đắt nhất mình đã từng mua là gì? Chắc là khoảng tầm 700.000 thôi. 700.000 à? Chưa có đồ hiệu, chưa có đồ đắt tiền à? Em cũng không thích mặc đồ hiệu. Em mặc đơn giản thôi ạ. Thế còn những cái sự quan tâm dành cho gia đình thì sao? Dạ thì em thường có tiền lương thì tiền thưởng thì em thường gửi về cho mẹ để mẹ chữa bệnh, vì mẹ em cũng có cái bệnh tim ạ. Dạ. Và thầy cũng nghe nói là trong suốt cái quãng thời gian mà em lớn lên ấy, gia đình cực kỳ vất vả và mẹ là người lo toan tất cả mọi thứ. Dạ đúng rồi, mẹ là người nuôi cả gia đình, nuôi 7 người trong gia đình. Mẹ thường 4 giờ sáng từ từ nhỏ thì lúc nhỏ em thấy 4 giờ sáng là mẹ phải đi lấy hàng ở Hà Tĩnh. Tầm 7-8 giờ tối mẹ mới đi một mình về ạ. Thôi bây giờ dẫn thầy về thăm mẹ, thăm ba rồi tham quan cái gia đình cũng như là cái căn nhà đang sửa sang lại của Bường Châu nhỉ? Dạ, em sẽ dạ. Các bạn thân mến, lúc này thì tôi đang có mặt tại nhà của Bùi Đình Châu ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Đây là một căn nhà nhỏ nơi Châu đã sinh ra và lớn lên. Bên cạnh của tôi là mẹ Hằng, mẹ của Châu. Kia là cha Hạnh, là người đã sinh ra Châu và nuôi Châu khôn lớn trưởng thành. Còn bên cạnh Châu là em trai, em út của Châu, Bùi Đình Tuấn, đúng không ạ? Yeah. Ngày hôm nay thì em rất là vui khi được về tận nhà và thăm anh chị và cùng với đó là lắng nghe anh chị kể chuyện về Bùi Đình Châu, những câu chuyện liên quan đến Châu hồi bé rồi những cái câu chuyện sau này khi mà Châu lớn lên và đi đá bóng. Đầu tiên là em muốn hỏi là hình như là anh chị đang sửa lại cái căn nhà sau này đúng không ạ? Dạ. Và cái căn nhà này thì tiền của anh chị hay tiền Châu gửi về? Thưa thầy, nguyện vọng của cháu thì sau có sự nghiệp thì sửa sầm này cho bố mẹ cái nhà ở cho được khổ. Thế là cậu gửi góp được cho chị bao nhiêu tiền để sửa lại căn nhà đằng sau này ạ? Mới đưa về được 70 triệu. 70 triệu, bởi vì dạ. Lúc này thì Châu chưa được nhận tiền dạ. Lót tay từ câu bộ Sông Lam Châu Nghệ An. Châu nghe nên vay bạn bè mới được 70 triệu đưa về cho bố mẹ để sửa sầm lại. Nói chứ, nói với anh trai là mua chiều gạch vị trí vì các thiết bị đôi nhà tắm. Nói từ thật, cái tiền của cháu đó cũng thương hận tay ạ. Tôi cháu là vì lần vật lộn lâu năm qua thấy ạ. Lần lộn 11 năm rồi. Phát trực lúc vô là tôi thấy mẹ cháu ngạn rồi. Này con ơi, hồi nói là 10 phân được cô 3 phân, con là 7 phân nó loài. Mà gia đình mình nghèo, con đang đi trên đất để dẹp cho linh thân. Lại con đi trời nắng thì đừng được, mà trời mưa ông mưa chưa cổ mà. Chứ ông mưa chúng cổ, ông mưa cho con mà con đi về thấy ơi. Không có một tin đông mà mưa cho con lâu mà con đi khóc mà mẹ đi. Thôi không sao, bây giờ nó khôn lớn, nó trưởng thành là được rồi đúng không ạ? Con đang thao thì buồn, mà mẹ thì khóc. Vâng, em cũng có nghe Châu kể chuyện về những cái ngày khó khăn đấy đúng không ạ? Vâng, thế với anh Hạnh thì sao ạ? Anh Hạnh có hài lòng về cậu con trai Bùi Đình Châu không ạ?
Nói thật với thầy là sẵn sàng ghi nhận, quá nỗ lực, đó, quá chịu khó, đó. Thế mới được, may cháu mới được, được đến ngày hôm nay. Dạ. Thế còn nếu như mấy cháu mà đại khái là không có nỗ lực, không có chịu khó, phấn đấu thì cũng có ngày hôm nay. Và cha Hạnh thì có hài lòng về Bùi Đình Châu không ạ? Không, cha sẵn sàng hài lòng, thỏa mãn chấp lòng với con. Dạ vâng. Đó với con này, là con chịu khó, phấn đấu. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Dạ. Thế còn Đình Tuấn, với Tuấn thì anh Châu là một người như thế nào? Dạ, tôi thấy là anh Châu là một anh trai nỗ lực trong suốt 11 năm trời trong sự nghiệp cũng đã. Thật sự anh trai là thành công, cũng giúp bố mẹ một phần nào. Nhưng em có coi anh Châu là một những cái người mà xứng đáng để em noi theo hoặc là để em cố gắng để phấn đấu nỗ lực hơn dạ, trong cuộc sống em vẫn suy nghĩ là vẫn luôn nói theo anh trai một sự nỗ lực cố gắng của anh ạ. Châu thường xuyên đi công tác xa nhà, đi đá bóng xa nhà. Vậy thì bố mẹ Châu có dặn dò Tuấn nữa chăm sóc và lo cho bố mẹ như thế nào không? Dạ, thì anh trai cũng gọi điện về là lo cho cha mẹ, là gọi điện về qua Facebook là gặp cho cha mẹ. Bàn giao lại cho Tuấn là trách nhiệm để ở gần và chăm sóc ông bà đúng không? Trong gia đình thì Châu là một con hiếu thảo. Và Châu cũng đã có được cái thành công nhất định trong cái công việc của mình. Vậy thì với Tuấn, với bố, với mẹ, Bùi Đình Châu đã xứng đáng để là niềm tự hào của gia đình chưa? Dạ quả xứng đáng thế. Em thì thấy chưa, khi nào nó phải xây nhà to hơn nữa rồi, nó phải có tiền đưa về hàng tháng cho bố mẹ vất vả. Em thấy chị cũng vẫn đang có vất vả lắm, vẫn phải chạy chợ, vẫn phải lo toan cuộc sống đúng không ạ? Dạ. Và bao giờ nó phải mang về cho chị một nàng dâu nữa thì chị mới ưng ý chứ đúng không ạ? Dạ. Thực ra thì Châu cũng không phải là một cầu thủ quá xuất sắc, cũng không là một ngôi sao sáng như là Văn Đức hay là Xuân Mạnh. Nhưng câu chuyện của Châu cũng mang lại cho bọn cháu cũng như là khán giả những cái nét đặc biệt về một tấm gương của một cầu thủ có thể nói là cũng vượt khó. Yeah. Gia đình nghèo khó khăn. Yeah. Bạn ấy cũng đã cố gắng vượt qua được những cái khó khăn trong cái sự nghiệp của mình. Và cũng luôn là một cái đứa con trong gia đình gom góp tiết kiệm tiền bạc để có thể sửa sang lại cái ngôi nhà này cho bố mẹ đúng không ạ? Yeah, yeah. Các bạn thân mến, đó cũng chính là lời kết của chương trình ngày hôm nay. Thực ra mà nói thì những cầu thủ như Châu khá là nhiều, những người xuất thân từ những vùng quê nghèo để đến với con đường bóng đá chuyên nghiệp. Với Châu, mọi thứ thực sự là khó khi mà bạn bắt đầu quá muộn và sau đó thì gặp rất nhiều những biến cố trong cái sự nghiệp của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng Châu cũng xứng đáng là một tấm gương để chúng ta có thể nhìn vào. Một cầu thủ có thể nói là không quá tài năng và gặp nhiều khó khăn nhưng cũng vẫn biết vươn lên bằng cách vượt qua những cái biến cố đó để đối đầu với những khó khăn. Ngôi nhà này thì vẫn đang còn dang dở, cũng giống như là sự nghiệp của Châu thì cũng mới bắt đầu. Thế nên Châu cần phải nỗ lực, cần phải quyết tâm và phải cố gắng hơn nữa để có thể đảm bảo được cuộc sống của mình cũng như là có những điều kiện tốt hơn để lo cho gia đình của mình. Đó cũng chính là thông điệp mà Phương Nam Show ngày hôm nay muốn gửi tới tất cả mọi người. Chúng tôi sau ngày hôm nay sẽ tạm biệt Châu, tạm biệt chị Hằng, anh Hạnh cùng với các bạn trẻ để đến với những gia đình khác, với những câu chuyện khác và hy vọng rằng những câu chuyện của chúng tôi sẽ mang lại nhiều niềm vui cũng như là truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đặng Phương Nam Official thì xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.